Xin chào mọi người đã quay trở lại channel của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe, hạnh phúc và cố gắng vượt qua đại dịch COVID-19. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người độ tin cậy và hiệu quả khi tiêm vaccine Verocell. Vaccine Sinopharm là loại vaccine COVID-19 đầu tiên được phát triển bởi một quốc gia không thuộc phương Tây. Được sự phê duyệt của WHO có hiệu quả khả quan và mang lại kết quả trong việc ngăn chặn các ca bệnh trở nặng và tử vong. Sau thành công của Verocell, Sinopharm, nhà sản xuất vaccine COVID-19 Trung Quốc, lại đang tiếp tục nghiên cứu để cho ra một loại vaccine cập nhật khả năng bảo vệ chống lại hiệu quả các biến thể virus SARS-CoV-2 mới như chủng Delta hay Beta. Nhà sản xuất thuốc Sinopharm cho biết, họ đang phát triển một phiên bản cập nhật vaccine COVID-19 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ chống lại các biến thể Delta và Beta của virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, các thử nghiệm lâm sàng về một mũi tiêm nhắc lại cũng đang được tiến hành. Verocell là tên của vaccine COVID-19 bất hoạt được nghiên cứu và sản xuất bởi Viện Nghiên cứu Sinh phẩm Bắc Kinh, thuộc tập đoàn y dược Trung Quốc Sinopharm. Loại vaccine Trung Quốc này được phát triển theo phương pháp truyền thống, sử dụng các phần tử virus bất hoạt. Khác vaccine Pfizer và Moderna của Mỹ được bào chế theo công nghệ mRNA. Sinopharm là đơn vị sản xuất vaccine lớn nhất Trung Quốc, có hơn 1.500 công ty con và hơn 200.000 nhân viên trải rộng khắp toàn cầu. Năm 2020, đơn vị này được xếp hạng 145 trong danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới, với doanh thu đạt hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Vaccine Verocell của Sinopharm hoạt động như thế nào? Cũng giống như các loại vaccine bất hoạt khác, sau khi virus bất hoạt trong vaccine Verocell được tiêm vào cơ thể, chúng kích thích hệ thống miễn dịch, sinh ra các kháng thể và làm cho cơ thể sẵn sàng để ứng phó với tình trạng nhiễm virus SARS-CoV-2. Thành phần vaccine Verocell được bổ sung hydroxit nhôm để tăng cường phản ứng của hệ thống miễn dịch. Vaccine Sinopharm hiệu quả đến đâu? Ngày 7 tháng 5 năm 2021, vaccine Sinopharm được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp EUL với hiệu quả bảo vệ khỏi các tác nhân gây bệnh COVID-19 lên đến 78,2% theo kết quả hậu lâm sàng, được khuyến cáo cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Nên tiêm vaccine Sinopharm như thế nào để hiệu quả tốt nhất? Theo nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược của WHO, sách vaccine Sinopharm được dùng dưới dạng tiêm bắp với liều lượng mỗi liều là 0,5ml. Với phác đồ 2 liều tiêm, mũi 2 cách mũi 1 từ 3 đến 4 tuần. Vaccine Verocell của Sinopharm được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Nếu liều thứ 2 bị trì hoãn quá 4 tuần, thì cần được tiêm trong thời gian sớm nhất có thể. Các phản ứng sau tiêm chủng vaccine Sinopharm có thể gặp phải: phản ứng tại chỗ tiêm, đau ở chỗ tiêm, đỏ, sưng, cứng, ngứa, phản ứng toàn thân, đau đầu, sốt, mệt mỏi, đau cơ, đau khớp, ho, khó thở, buồn nôn, tiêu chảy, ngứa. Có nên tiêm trộn vaccine Sinopharm với các vaccine COVID-19 khác? Chưa có đầy đủ dữ liệu về khả năng sử dụng thay thế vaccine Sinopharm với vaccine phòng COVID-19 khác. Khuyến cáo tiêm đủ 2 liều của cùng một loại vaccine phòng COVID. WHO khẳng định vaccine Sinopharm hiệu quả. Lợi ích mà vaccine này đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra tất cả các vaccine đã được WHO phê duyệt vào danh sách sử dụng khẩn cấp đều đã đạt yêu cầu về hiệu quả, an toàn và chất lượng do WHO đặt ra thông qua tham vấn chặt chẽ với các chuyên gia quốc tế.
Các vaccine đều có hiệu quả rất cao trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng cần nhập viện do COVID-19 gây ra. WHO đang giám sát chặt chẽ hiệu quả của các vaccine này trong thực tế, bao gồm ảnh hưởng của các biến thể đáng lo ngại lên hiệu quả của vaccine. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.